mọi người, mình là Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và nhân dịp mùa lễ hội cuối năm, Ngọc Châu xin chúc cho tất cả các bạn sẽ có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp và nhiều niềm vui bên gia đình của mình. Nhân dịp năm mới thì Ngọc Châu cũng xin chúc cho tất cả các bạn sẽ có một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn nhé.